và Bình đến Sapa tối hôm qua. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 30 tháng 8. Bây giờ khoảng 6 giờ rưỡi sáng, mình đang phấn khởi muốn đi chơi nè, nên giờ làm đẹp chút xíu. Nhưng mình cũng đói bụng nữa. Cũng hên khách sạn ở đây có bao ăn sáng, nên bây giờ đi xuống coi có món chay nào để ăn không đây. Oh, that's Andy. Let's go, Andy. We're gonna go eat. Where do you go? First floor? Yeah. Okay. Where do we get entrance? Wow, ở đây có nhiều đồ ăn quá. Sáng nay ăn cho đã mới được. Fried noodles, fried rice. Ooh, yummy. Fried eggs. What's this? Not sure what this is. Fried mixed vegetables. Doing? Getting breakfast. What do you have? Sweet potatoes, fried tofu, and vegetables. Công nhận ở đây có nhiều đồ ăn và nước uống thiệt, và có nhiều món chay nữa. Mình để ý đó, khách ở đây là từ nước ngoài nhiều như là châu Âu, Mỹ, Đài Hàn và Trung Quốc. Mình vừa mới ăn sáng xong, trong lúc chờ đợi khách sạn chuẩn bị xe máy cho mượn, thì Tài và Bình đi dạo ngoài trời để thở không khí trong lành. Mình sẽ đi từ đây tới đây, lên đây. Here's the silver waterfall. Mình đi lên tới đây, vậy thôi. Yep. Nghĩ chắc cái này đi một ngày nè. Nói thí dụ đi, cái này mà đi hai ngày nè. Ok. Cái này là đi ba ngày nè. Cái này tới Lào Cai rồi. Lào Cai đây. Bốn ngày. Hopefully the camera can see us. Sweet screen. Hey Andy, what's that up there? Train. Hit the road, Jack. Ăn nhiều quá, chắc mấy cái tụi kia nó nói đừng tới đây nữa. So this could be sushi rice. I haven't seen this rice before. Oh, I almost lost my phone. Patriotic with this. Xe máy mướn đã có rồi, nên mình quay lại phòng lấy dụng cụ cần thiết để đi đường. How do I look? Trời bây giờ đang chuẩn bị mưa. Cool. Cool. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Yes, yes, I want the motorbike that we just rented from the hotel. Tài đang kiểm tra xe và chạy thử chiếc xe máy mướn vài vòng. Khách sạn này cho mượn xe máy một ngày khoảng 150.000. Bây giờ thì trời u ám, chắc sắp đổ cơn mưa tiếp. Mong rằng mưa không lớn quá để lái xe không bị nguy hiểm. How is it?
Nhìn kiểu này là bắt buộc mình phải mua áo mưa rồi. Is it right? It's really easy. It's blue too. Huh? It's blue. Oh. Cool. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Ước đứt rồi. Lịch trình dành cho hôm nay là ghé qua chợ Sapa chơi và sau đó tham quan làng cá cáp. Nhưng vì mưa gió thế này không biết có đi được không nữa. À quên, mình hết tiền rồi nên trước khi đi chợ mình phải ghé qua ngân hàng đổi tiền. Có đủ tiền rồi, nên bây giờ chuẩn bị lên đường đến tham quan chợ Sapa. Từ đây tới chợ khoảng 10 phút lái xe máy. Mình mua cho anh cái nón cối đi. Where? Over here. Oh, this one. Bộ đồ. Trái cây một đống luôn. Táo đen, táo đen. Ông chú bán hàng nói người ở đây dùng táo xanh này nè để ngâm rượu rất ngon. Lần đầu tiên mình nghe luôn đó. Chứ mình chỉ biết ăn sống trái táo này thôi à. Đi một vòng á. Ờ đi đường này nè. Đi đường này nè. Shiitake mushroom. Mấy cái này đồ organic đó. Vậy chúng ta đi đồng hà cho. Trái đào. It's huge. Trái đào. Đào ở đây bự ghê. Ở bên kia đâu thấy đào vậy đâu. Nó có mà. Có đâu ít thấy á. Ra đây xin cái trái đào bự vậy đó. Thế rồi bán dọc đường cái tội. Thế đó cái gì vậy nè bà? Nó là con cái quế hề là từ nó cái này. Mang cái áo là ngon thôi. Wow. Cái củ đó củ gì vậy ta? Không biết nữa. Sướng à? Nhìn như rau má thôi. Cái này là cái gì vậy? À, cái cây thị tự gì giống cái cây giống nhà má em trồng á. Trà hả? Trà mà nó chê à? Dạng đảo quá hả? It's so big. Muốn ăn không? Hello, em ăn không? Ừ? Anh đang ăn mặn cầu hơn, còn cái này ở bên kia có nhiều rồi. Đi mua mặn cầu. Mặn cầu hả? Ok. Đảo anh thích á. Tài và Bình chỉ đi tham quan mấy hàng trái cây, rau quả và hoa tươi. Tụi mình không thích qua coi mấy hàng thịt và cá, nên không quay phim. So I got mango seed. Whoa, wonderful. nó bị bể. Nó rớt hết rồi. Chị lấy được giùm em.
tạm thời để mấy cái này đây nha. The bag got ripped. Half of my mangosteen is down there. Okay. Okay, so what happened? Huh? What happened? The bag got ripped by itself. So half of the mango string just fell off. But they washed it and it has thick skin, so I think it's okay. We can still eat it. Okay, you eat it. Okay, sure. Vô trong nhà đó đó. Ăn. No. Lấy quả na ăn. No. Đi về ăn chứ. Sẵn bến xe Sapa ở gần chợ nên mình ghé qua để tham khảo thêm chi tiết đi đến Hà Giang. Từ đây tới trung tâm Hà Giang bao nhiêu? Mấy tiếng? 7 tiếng. Ờ, 7 tiếng hả? 7 tiếng thì đi giờ sáng có tốt không? Giờ tới đó mình xuống khách sạn. Đi ngày ấy, mà ngắm cảnh không đi đêm. Thì anh thích cái ghế chính giữa, đó là cái ghế đầu tiên luôn. Đầu tiên sau khi tài xế. Nhưng mà vất vả, lần này về thì anh chơi thì đường nó rất là thì mấy ngày thì mưa luôn. Hồi nãy người ta nói mắm cục á, đâu quả nè. Thì họ hiểu mà mắm cục á, mà mắm cầu họ không hiểu. Andy is checking the map. Bây giờ mình đi nhà thờ đi ha. Wait, we learn the church. Để mình cầu nguyện. Wearing those flip-flops. Ngọt lắm hả? Cá bự quá ha. Tự nhiên mà lấy dầm cành này hay dầm cành này là 35 đồng. Cành này có 30 đồng. Nó giống nhau hết cả. Nó giống nhau. Cách nhau cái nào cái này cành được để lâu hơn hết không? Ừ. Nhưng mà mình nhưng mà cái trẻ tôi cũng không. Ừ. Đang bị nhãn. Wow, nhiều dữ vậy. Tụi mình đi chợ Sapa bị dầm mưa tầm tã luôn. Nhưng cảm giác tụi vui lắm. Là mình nhớ lại lúc nhỏ tung tăng hồn nhiên đi tắm mưa. Giờ thì mình trên đường về lại khách sạn để ăn trái cây. Rồi sau đó xách xe đi chơi tiếp. Trên đường về lại khách sạn thì mình tình cờ nhìn thấy quán cà phê trên mây nên ghé vào để chiêm ngưỡng cảnh vật xung quanh ở đây ra sao trong một chiều mưa tầm tã. My shoes are wet. Part of my pants. Chiều này là hết đi đâu luôn. I know. Mưa rơi ào ào và rất lâu, làm nước không thoát ra kịp, khiến khúc đường này bị nước dâng lên cao, làm xe đi qua lại rất nguy hiểm. Nên Tài và Bình ngồi ở quán cà phê, để mưa ít lại rồi đi. Flooding. So
where we're gonna go next. So we may as well have to stay here until it stops raining, or at least, you know, slow down a little bit. We have to stay here. Yeah. Wow, everybody got stuck now. My shoes are wet. My shoes are not made for this weather. Oh my. Yeah, we should brought the rain cover for the shoes. We learned our mistake. No, I wanted to bring earlier, but I thought. Đẹp quá. Đẹp như con cá. Đi vào mùa bão. This is the hurricane season. So, and it's raining. There's no one here except Andy and vậy I. Vậy hai con ma hả? Mình là con ma. Yeah. What is that? What is that? Nó nói đuổi mình về á. Nó nói get out. Get out. Nếu mà là anh nhảy từ trên này nhảy xuống, cầm cái dù mình nhảy dù thử. Chúng nó cao mấy thôi. Nhưng mà em biết mưa vậy nè, nước nó đi xuống thì mấy cái cây này hàng gì nó xanh tươi là phải rồi. Ừ, nó hưởng hết. Ừ. Nên nước nó chạy xuống dưới cái ba luôn. Anh nghĩ anh với em lên trên này ở bình bình à. Ở đây không khí trong lành. Đúng rồi. Ngày hai bữa thôi mình ăn đâu có nhiều. Cái hotel dưới đó là cái hotel nào vậy? Ai chúng ta sẽ cái hotel? Anh nghĩ mình nên đi research cái hotel khác. Mình ở đây nó đã rồi. I went the other day at a different one. Con mắt anh đâu có bén vậy? Chừng nào có thiên nhãn thông á. Lâu vòng cánh, ok. Mấy cái hotel. Anh biết rồi. Cái chỗ đó anh có coi rồi. Thì ra nó nằm ở đó hả? Dạ, yeah, nó gọi là lâu vòng cánh. Con mắt em kinh kinh á. Em có bốn con mắt mà. Mình nên đi lại đây mỗi ngày uống ly cà phê thôi. Ừ, okay. Uống tại thôi. And we see the hurricane and rain. Quán uống một cà phê một sân tố đúng không ạ? Dạ. Như thế nào? Bình hả? Báo. Nguy hiểm. Wow. Chắc đúng là mình liều thiệt luôn á. Mình liều thiệt luôn á. Thì xuống dốc nè. Tướng em mà scare. Cái tướng em mà khỏi scare rồi đó. Cái này đi tắt cùng với Phi nè. Mình Phi rồi đó nè. Mình tới nhà rồi. Ở dưới. Xe. Ở giữa xe hả? Nãy giờ nó mưa nó rửa vô. Còn muốn rửa gì nữa. Đó, cái chỗ đó. Ngày mai mình đi á. Nếu mà không có mưa. Để ở mưa đây đi không? Thì để đây đi. Người nào ăn cắp thì là ăn cắp thôi. Chơi luôn. Ồ, lấy xe du á. Hả? Có chìa khóa chưa? Có chìa khóa. Chìa khóa phòng. Có. Chưa có, chưa có công ty. Đi bị ướt nhẹt luôn. Đi nay mưa quá. Ờ mà vui lắm. Nó có cái quán cà phê bên kia nhìn đẹp. I'm going to get the, I mean check out the price for the poncho, the rain poncho. Cái này gọi bằng chữ gì? Quả nè. Sugar em học, apple. Em học người Bắc hay nào vậy? Cái này mà gọi quả na. Ở đây em nói mặn cầu họ không hiểu, em phải nói quả na. Quả na. Hồi nãy em nói mặn cầu họ hả? Cho đó em mới biết là quả na. Cái trái ni á là gọi bằng trái na.
người Nam gọi bằng mảng cầu. Mảng cầu ở đây họ không hiểu đâu. Em phải nói quả na. Quả na là bắn, bắn trái na. Wow, trái này ngon nè. Đúng rồi. Năm muối. 2, 4, 5. 5 cái hoa, 5 muối đúng rồi. Ăn xong đi không? Đi massage hả? Massage chiều chiều. Tại sao phải chiều chiều? À. Ai biết? Hồi đó để làm gì? Mình có trái cây á. Cho họ. Không nhạc lắm. Cái gì cho họ nhạc. Giờ khoảng 2 giờ chiều, cuối cùng trời cũng đã bớt mưa, nên Tài và Bình tranh thủ lên đường đi đến tham quan cảnh thiên nhiên, khu du lịch và sinh thái của làng Cát Cá. Có con trâu đang ngồi ăn cỏ. Nó mà rất tội vì có con gà. Nè, cái này hồi nãy mình... cái này nè. Họ khỏe đó, mà họ đi bộ từ dưới này mà họ đi bộ lên trên cảnh. Cái con nhỏ hồi nãy nó con nhỏ trong cái phim á, anh nói em thích nó dùng cái chữ gì của anh này, dễ thương này. Xin, ok. Cậu chó dễ thương vậy. Thấy nó tội quá ha. Bây giờ trời mưa mình không biết, để em anh phải đi lục. Hả? Ok, để theo lên luôn. Tôi mở cái phone nè. Got two tickets. Okay, then you show me the way to go. We're chỉ đường anh nha. Nó nghĩ chắc vô trong này quá. Làm sao mà vô trong? Đi lên trển lại hay là đi vô trong này? Em mua vé luôn. Em mượn à? Hai vé. Mình để xe đây giúp em nhé. Để xe lên. Ủa, phải đi bộ hả? Đúng rồi. Chắc đến đó. Ok. Biết về nãy anh đi mua nước. Mình giống như mình đang đi hành quân vậy đó. Look at us. Ở trong YouTube á, nó có câu we are right here. 300 meters. We're gonna go up. Đi cái này mình phải mua nước uống rồi. Dạ, nhưng mà ở trong đó có nhiều bình nước mà ở đây đâu sợ thiếu nước đâu. Có gì uống nước mưa thôi. Hả không ra? À. Ui, môn nè. Nấu canh chua. Wow. Bồ, ăn canh chua môn hả? Ừ. Hopefully. Not gonna rain. Ok, đi qua coi lúa. Cái này chắc phần sau họ gặt được rồi. Sao em biết? Hả? Sao em biết? Tại vì lúc hôm nay nó còn lúa mà. Mấy cái hạt lúa nó vàng hết rồi nó gặt được. Bây giờ giống như gia cát kim xin nó đi ăn cùng lúa. Gia cát gì? Gia cát lượng á hả? Ờ. Em đến đi cắt lúa hết đi. Ây da. Go to Cát Cá village. Huge. How mad. Ở bên này cái nó lùng lùng hả? Cá khu giờ này nó mát. Chỉ đừng có mưa là ok. Anh nghĩ á, nó nắng, nó về thì được nè. Nắng. Muốn đi lên đây không? Hả? Bước lên trên có nhiều cái gì vậy?
sunflower thôi. Anh đi coi chừng té thôi nha. Anh chết thì em... Ây da, ây da. Trời, nguy hiểm. Ây da, em đừng có lên. Nhưng mà nếu mà muốn lên cũng được. Thôi đi xuống đi. Đúng là dính trời mưa nữa. Ây da. Ôi giời, rồi. Đi từng bước thôi. Cái này, cái chặng này mới là nguy hiểm này. Chơi đằng này đi bên gốc này nè, bên này có cỏ nè. Hình như cái đôi giày này nó bám cũng lợi hại lắm. Nhưng mà bên này nè, bên này cỏ nhiều nè. Nhiều khi cỏ gì mà nó trơn á nha. Cỏ nhám cái bộ này. Ây da. Oh. Man, I need to be exercise. Mệt chưa? Chưa, hồi nãy bước lên cái dốc đó thì mệt. No, I'm okay. Đi 600 bước. Đi đâu mà 600 bước? Phan Xipa đó. Ồ, cái chỗ này mới là đẹp nè. Nè. Anh thích đi 800 bước thôi. 600 bước đối với anh là quá dễ. Mệt luôn. Cũng không mệt gì mấy. À đó, đi lên mấy. Nhưng mà lại hơi mệt. Bản Cát Cát hay thôn Cát Cát nằm ở dưới thung lũng Mường Hoa, cách thị trấn Sapa 2 km. Bản Cát Cát được hình thành giữa thế kỷ 19 do nhiều gia đình dân tộc người Mông và người Dao từ nhiều miền núi nhập lại. Nguồn sinh sống chính của làng Cát Cát là trồng lúa, ngô trên các đường bậc thang hoàn toàn theo phương pháp thủ công. Họ biết trồng trọt, chăn nuôi và bảo lưu khá tốt nhiều nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cầm nhiều màu sắc và hoa văn, chế tạo trang sức bằng bạc và bằng đồng. You drink all my sugar cane? Oh, I'm sorry. This is good. Mm, it's good. Nó không ngọt lắm. Not too sweet. Đi chưa? Trời, trời mưa đó. No, anh chưa muốn uống, em để đây nè. Bắp nước kìa. Anh giết được hồi mệt không có, không đi nổi nữa thôi. More rice. Nhớ cái show cái thằng Eat More Rice không? Tao dơ tao nhìn ra. Anyway, so I got this bag. Có xanh màu. Bay quá. Làng Cát Cát
có rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên của sông nước, núi rừng, đồi cao và thung lũng. Không khí ở đây thật thoải mái và trong lành. Ở trong làng có một con đường nhỏ để du khách đi qua lại tham quan nét đẹp, cách sống và sinh hoạt của người bạn cắt cá. Hai bên dọc theo con đường này có rất nhiều quán bán đồ lưu niệm, nhà hàng sang, quán ăn uống bình dân, nên trông chơi ở làng cắt cá thật thoải mái và mộng mơ. Nhưng muốn đi hết tham quan hết làng thì phải chịu khó đi bộ lên dốc và xuống dốc nhé. How do we go down there? Đi con đường đó, đi qua cái cầu đó. Yeah. Phải đó. Phải đó đi. Wow, ở đây nước lớn hả? Anh nghĩ chắc mỗi ngày như vậy. Đây là suối Cát Cá, bắt nguồn từ thác Cát Cá hay thác Tiên Sa. Những ngày mưa to như thế này thì nước sẽ dâng lên rất cao. Ai mà yêu thích cảnh thiên nhiên thì hãy lắng nghe tiếng suối nước Tiên Sa chảy về nguồn, trong thật dịu êm và bình an. Người dân ở bản Cát Cá thường cất nhà dựa vào sườn núi. Đó là những căn nhà ba gian, có vì kèo, ba cột ngang, được kê trên phiến đá tròn hoặc vuông. Mái lợp ván gỗ hơ mu, vách làm bằng gỗ xẻ. Nhà có ba cửa ra vào, cửa chính là ở giữa, hai cửa phụ ở hai đầu nhà. Cửa chính luôn đóng kín, chỉ mở khi nhà có tiệc lớn như là cưới hỏi, tang tế, cúng hay những dịp lễ Tết. Trong nhà có gian thờ, nơi ngủ, nơi tiếp khách, bếp và sàn gác dự trữ lương thực. Những ngôi nhà mang phong cách như thế được gọi là nhà trình tường. To that house over there.
khám phá làng này và đặt tên Cát Cát. Đó chính là người Pháp. Đầu thế kỷ 20, người Pháp đã phát hiện và chọn bản Cát Cát làm nơi nghỉ dưỡng cho các cơ quan chức đồng thời, cho xây dựng tại đây một nhà máy thủy điện. Điểm nổi bật ở làng Cát Cát là đến đây vào bất kỳ tháng nào trong năm, du khách cũng được hòa mình vào giữa mây ngàn gió núi, những cánh đồng hoa ngút ngàn và xen lẫn màu xanh của ruộng bậc thang tạo nên bức tranh thiên nhiên, thơ mộng và lãng mạn. Mưa ha. It's raining all day. Làng Cát Cát là điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách khi muốn tìm hiểu và khám phá đời sống, văn hóa của con người vùng cao Tây Bắc. Mình đội cái nón cối này là bảo đảm ha, súng bắn không lủng á. Chị có cái me bắn lủng. Cái gì? Cái me. Cái me hả? Rồi giỏi quá. Hết chuyện cái me đi bắn lủng cái nón cối. Anh nói những cái cảnh này á, giống như những cái cảnh mà phim chiến hiệp á. Chiến hiệp á hả? À, giống như nó bay phi thân một cái là lên chín tầng mây là cảnh này. Anh phải đi luyện công mới được. Không biết ở đây có cao nhân nào ha. Anh phải đi tìm cao nhân. Nó, em biết nó có gì không? Có núi và có sông. Rồi nói anh đi lên tìm Chiêu Du Kỵ á. Anh đi lên chỗ anh tìm Chiêu Du Kỵ. Từ ga cắt treo lên là có cắt treo, có cabin cắt treo. Lên trên kia là có một phần, có một chuyến và hỏi nhau mới ở trên để cắt treo. Đúng rồi, có nhu cầu thì mình sẽ đi tàu. Còn tàu hỏi đâu nữa thì nếu mình không đi tàu hỏi thì nó sẽ có khi là từ tỉnh rồi mình đi lên trên đó, rồi từ đó mình mới đi cấp treo lên Phan Xích Phan nữa. Còn sau khoảng này thì cảm ơn anh ha. Cảnh này mà không đẹp nữa thì không đó. Còn cảnh nào nữa đây? Một lối á là đi địa ngục. Một lối này á thì đi lên thiên đàng. Còn đi ngược lại á là trở về hạ giới, em thích cái nào? Ok, giỏi, tưởng đâu định trở về hạ giới là coi như là thua em luôn á. Thôi đi lên thiên đàng đi. Ồ, cái này nó hoa mùng gà. Không ngờ hôm nay đi quá nhiều. Hôm nay đi thiệt là nhiều. Leo núi xuống biển. Xuống biển thì được, lên núi thì mệt quá. Không biết chừng nào tới nhà. Không biết chừng nào tới nhà. Ủa tí nào ta nó hoa là dở. Yeah.
ngàn thôi. Bữa nào con học hỏi sáu. Đi đâu? Bữa nào 8 người nhiều bạn? Lưu ý 8 người. Không gãy giò thì cũng gãy cẳng. Sáng mới ăn bữa. Thì ăn thêm bữa nữa. Ăn từ lúc 7 giờ sáng đến giờ. Họ đang lẩu chai. Bên Phận nè, mấy cái mà ông cục bắt đi bộ quá trời. Vậy chắc có 5 giờ rồi. Cái gì 5 giờ, mình đi có 3 giờ rồi. Bây giờ mấy giờ, 6 giờ, 7 giờ hả? Anh đoán là trong vòng 6 giờ mấy. Anh ơi. Gần tới rồi, 300 cây nữa. Em nhớ đường tới không? Chị không nhớ, chị rồi chị nhớ đồ ăn à. Dở. Đi về ăn lẩu. Tơi bời qua lá. Oh my. Finally. So tired. Hey baby, where you going, baby? Home. Home? Uh-huh. Let me take you home. Okay. Tài và Bình đi dạo bộ ở đây mấy tiếng luôn, chân tay giờ rã rồi, ham chơi quá, sáng giờ chỉ có ăn một bữa à, nên giờ bụng đói quá. Thôi đi về để ăn tối, sau đó còn đi dạo phố đêm của Sapa nữa. Đói bụng rồi.
Giờ khoảng 8 giờ 15 tối tại và bình lái xe dạo phố đêm Sapa. Đêm nay mưa nhiều nên chợ tình Sapa không có văn nghệ, nhưng cũng có khá nhiều du khách đi bộ dạo đêm. Xót thương nhiều là về đêm khuya và gió lạnh như thế này mà có nhiều em gái độ tuổi cấp 1 tìm kế sinh nhai giúp cho gia đình bằng đi bán dạo, từng sợi đeo tay hay những món quà nhỏ lưu niệm. Thôi một ngày đã qua và đêm đã khuya, mình trở về khách sạn ngủ để sớm mai còn có hành trình khác nữa.